Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong livestream của Vi kênh ngày hôm nay. Hôm nay mình vừa mới kiểm tra lại một cặp lông mày dập cho một bạn gái rất là xinh và mình muốn chia sẻ đến mọi người nhé. Chào em có thể cho chị xin tên của em đến từ đâu không? Em là Linh, đứng được ở dưới Trung Kiệt, Hoàn Kiếm. Ok Linh ơi, cho chị hỏi vì sao lại em biết đến Vi kênh và em muốn chỉnh lại cặp lông mày của mình là vì sao nhỉ? Em biết đến Vi kênh qua một người bạn ạ, với bàn tay của Master Mai Minh Trung đến đầu người Hà Nội. Thì tôi rất là tin tưởng công ty giao cặp lông mày cho chị. Nên là lần đầu tiên sau 23 năm em mới làm lông mày. Và lý do cái cặp lông mày cũ của em là có vấn đề gì nhỉ? Lông mày cũ của em nó bị mất đuôi và nó bị nhạt màu, không rõ nét, làm cho khuôn mặt rất là mờ nhạt. Và bình thường đi đâu anh có phải trang điểm cho em nhỉ? Em vẫn phải kẻ lông mày nhưng nó không vào khuôn và trông rất là khô. Và nó cũng khó đẹp bởi vì những lúc mình phải mất thời gian đúng không? Và nói rằng là mình ở Hà Nội thì chắc là bởi vì là người bạn đấy thì là rất là yêu quý mình cho nên là có quảng cáo cho mình như vậy. Nhưng mà thực tế thì bản thân mình không dám nhận là đứng đầu hay đứng hai gì cả. Mình chỉ muốn là làm cho khách hàng những cái sản phẩm gọi là tốt nhất có thể, đẹp nhất có thể và dùng mọi khả năng của mình để làm sao mà làm một cặp lông mày hài hòa cho khách hàng thôi. Và Linh ơi, cách đây 2 tháng em đã làm rồi và lúc đấy thì cảm giác của em làm nó như thế nào nhỉ? Trước khi làm lông mày thì em luôn sợ là nó sẽ bị đau và sưng nhiều, nhưng sau khi làm xong thì rất là tự nhiên, không cần phải kiêng khem gì cả và có thể gặp bạn bè ngay, không cần phải ở nhà hay là nghỉ dưỡng đúng không? Thế là bởi vì bình thường ấy thì các bạn ấy hình dung là ngày xưa là Linh tưởng là nó lông mày là cả cục cả tàng, xong rồi về nhà thì nghỉ dưỡng kiêng khem đúng không? Nhưng bây giờ thì rất là nhẹ nhàng và mình có thể vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều phải tránh nước trong vòng 5-7 hôm. Em mấy ngày đã em bong nhỉ? Tầm hơn 1 tuần thì em đã bong rồi. Ok, và sau khi mà bong ra thì em thấy là cái lông mày của mình em thấy là có vấn đề gì không hay là có cần phải chỉnh sửa gì không? Sợi lông mày rất tự nhiên và đẹp, không cần phải chỉnh sửa nhiều, phù hợp với khuôn mặt của em, không bị đẹp. Ok, và ngày nay thì Linh qua mình kiểm tra thì mình có kiểm tra cho Linh và chỉ có 1-2 sợi ở góc đuôi, bạn ấy hơi bị ít lông ở phần đuôi ấy, cho nên là mình đã dặn thêm một chút xíu để cho nó cảm giác nó dày và nó đậm màu hơn một chút. Và như các bạn nhìn thấy đây là sản phẩm sau khi mà mình dặn thêm cho Linh đấy, mình dặn thêm một chút thôi để cái màu mực nó hòa quyện lại. Các bạn nhìn thấy không ạ, phần đuôi thì nó trắng, nó không có lông, mà phần này thì hơi có lông một chút xíu, cho nên mình thêm một chút vào thì mình cho nó sẽ hài hòa và nó đều màu hơn rất là nhiều và tạo cảm giác là cái cặp lông mày của mình ấy, nó sẽ dày dặn hơn. Và mai sau khi mà Linh mà để cái khuôn mặt, tại vì bạn Linh ấy mình thấy là bạn rất thích trang điểm đúng không em, bạn ấy có khuôn mặt rất là xinh rồi cho nên là có thể trang điểm gần như là rất là ít, và bạn ấy có một phong cách rất là nhẹ nhàng và dịu dàng, cho nên là với cặp lông mày này thì chắc chắn thời gian tới em Linh sẽ không cần phải trang điểm gì đâu. Em có thể đi ra ngoài đường mà chỉ cần gọi là tô một chút tiêu sừng chống nắng thôi, đấy một sự điều rất là tiện so với ngày xưa đúng không anh? Và Linh ơi, em có một điều gì muốn chia sẻ với mọi người đang xem livestream được không? Mình muốn chia sẻ với mọi người đi xem livestream đó là khi mà bạn đang lưỡng lự về việc làm cặp lông mày thì mình nên quyết định đến ngay Vi kênh để trải nghiệm lông mày giống của mình. Hình như là chị không nhớ là Linh đã làm ở môi chứ đúng không nhỉ? Không có, em có làm đấy. Mình phải nhớ lại thì mình chia sẻ luôn. Đây là môi của em, chỉ thoa một chút son bóng thôi. Chỉ thoa một chút son bóng nên mình phải chia sẻ luôn. Lên mỏng rất là đẹp ạ. Lên mỏng rất là đẹp. Đây, nói về lông mày xong rồi quên mất là không nói về môi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Màu tự môi rất là tự nhiên. Các bạn phải nhìn thấy là màu môi của Linh ngày xưa ấy, thì bạn ấy mặc dù là bạn ấy nét rất là đẹp, nhưng mà có điều là cái da của bạn ấy lại hơi tối màu một tí. Cho nên đúng rồi, ta đánh mặt vào cái nền môi của em thì hơi bị thâm. Chị vẫn nhớ lần trước qua làm mày thì môi rất là thâm. Cho nên còn bị nhạt nhạt, tức là lòng thì bị nhạt theo cái viền môi của em thâm rất là rõ. Cho nên là mà Linh thì phong cách nhẹ nhàng nên là bên mình đã tư vấn cho bạn là cái tông hồng đào. Thì cái tông đấy thì nó sẽ khiến cho bạn ấy vẫn tôn lên cái vẻ nữ tính của bạn ấy mà khiến cho cái da của bạn ấy cũng sẽ tươi tắn hơn. Và bạn chỉ cần son bóng thôi. Cho nên là hôm nay các bạn nhìn thấy là môi tự nhiên này, mày rất là xinh này, không cần phải trang điểm gì cả. Chắc hôm tới làm thêm một tí mí mỏi chồng đi nhỉ, cho nó hoàn thiện lớp cái vẻ đẹp cuối cùng. Và như Linh vừa chia sẻ đấy, và các bạn nếu mà còn đang lưỡng lự về cái việc là liệu phun xăm có bị già không, liệu phun xăm có bị đau đớn không, liệu phun xăm sau khi bong ra nó có bị dựng không, thì đây là một cái câu trả lời dành cho các bạn. Thứ nhất là rất là nhẹ nhàng không đau, và thứ hai là nó sẽ không bị quá đậm, không bị quá già. Quan trọng là các bạn phải chọn một cái địa chỉ làm sao mà tư vấn cho các bạn cái gì phù hợp nhất đối với khuôn mặt của các bạn thôi. Và
mong rằng các bạn sẽ tìm đến DK để và bên mình có thể trao cho các bạn những cái công nghệ mới nhất và cả một cái tâm của người thợ làm nghề nữa. Chúc các bạn thành công và mong rằng sẽ gặp mọi người trong live stream tiếp theo. Bye bye.